Hey, xin chào các bạn. Thì bây giờ Bần Tăng cũng đã chụp hình xong, chụp đủ tiền thuê cái áo với cái khăn này rồi. Thì bây giờ Bần Tăng xuống núi đây. Thì đường xuống núi thật là khó đi quá đi hả? Đi mà không khéo té như chơi. Rồi, cuộc hành trình đi tháp của mình ở Ninh Thuận đến đây là kết thúc nha. Xin hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye.